Chiếc đồng hồ này có giá trị là trên 1 tỷ đồng. Full thân vỏ, full dây đeo, là vàng nguyên khối AU750. Wow, một chiếc đồng hồ Rolex chính hãng Dades size 40, full vàng nguyên khối. Đây là chiếc đồng hồ vàng hồng. Chiếc đồng hồ này có giá trị là trên 1 tỷ đồng. Full thân vỏ, full dây đeo, là vàng nguyên khối AU750. Mặt đeo là choco. Nguyên một chiếc đồng hồ đồng nhất với nhau về màu sắc. Chiếc đồng hồ Dades này có 3 kim, giờ, phút, giây. Một ô lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ, ô thứ ở vị trí 12 giờ. Phiên bản Dades 40 này là cọc số giờ Index với sự phát quang trên cọc số giờ vào ban đêm. Trong bóng đêm chúng ta sẽ thấy những cái cọc số giờ này phát sáng, phát quang ra. Với dòng Dades 40 này thì sẽ có nhiều phiên bản mặt đều khác nhau, cũng như là nhiều phiên bản cọc số giờ khác nhau. Đây là cọc Index, còn cọc La Mã, cọc kim cương baguette. Và mặt số giờ thì sẽ có nhiều màu, như là màu choco nè, màu xanh, màu đen, màu trắng, mặt thiên thạch. Năm nay dòng Dades 40 này mới vừa ra mắt một phiên bản mặt đều mặt thảo trai, cũng rất là cuốn hút. Bây giờ Kỳ Lan xin phép được đeo lên tay của mình để cho quý khách hình dung được là chiếc đồng hồ này khi đeo lên trên tay của mình thì sẽ như thế nào. Hiện tại là tay của Kỳ Lân á thì có thể đeo được 36, đeo được 40, 41 là đều được hết. Tại vì tay của Kỳ Lân ở mức trung bình vừa phải, nên là đeo 36 hay 40, 41 đều được hết tất cả.